Hello, chào mọi người nha. Chào mọi người đã trở lại với video của em ha. Thì bây giờ thấy khán giả lên dưới mọi tâm mình lên. Phía ngoài đây thì cũng có khán giả ngồi ở bóng đá. Rồi ở trong quá trời khán giả luôn. Thấy không? Và khán giả luôn mọi người, sự yêu mến một nghệ sĩ tài năng tài hoa có đức có hậu như cậu Năm thì bà con yêu quý là đúng rồi mọi người. Không phải là khán giả ở trong nước cũng như là khán giả ở ngoài nước đều quan tâm đến một cậu Năm từ khi mà cậu Năm ăn nghỉ ở đây với mọi người. Đây là toàn quan cảnh ngay lúc bây giờ tại mộ của Năm người ha, quá cùng khán giả luôn. Con đi vòng vòng tham quan các ngôi mộ. Đây là cận cảnh nè. Đó nè, quá đông luôn. Ngày hôm nay em nghĩ là tới chiều luôn đó mọi người. Có lẽ là tới chiều. Còn cảnh góc bên đây hơi ngược em. Mọi người thấy là phía ngoài cũng có khán giả phía sau lưng em đang di chuyển vào luôn nè. Đây, đang chạy vô góc bên kia. Hiện tại thì rất là đông khán giả phía ngoài vừa rồi thì chị cũng mới vừa ngã xe mới đổ lên. Phía sau lưng em cũng khán giả đang di chuyển qua đó mọi người. Còn đến quá đông luôn. Phía bên đây thì mấy anh chị mới đứng một năm xong di chuyển về nha. Hai chiếc ô tô đang di chuyển ra. Còn ở phía này thì mọi người thấy là khán giả đang di chuyển qua một năm luôn. Dần dần thì đứng về một năm rồi. Tất cả xe đi ngang một cô Năm đều nhìn đều quan sát cũng như chụp hình mọi người ha. Ở đây thì hai ông cháu nè,
phía góc bên kia thì cũng thấy có khán giả là cũng mới di chuyển về đến đây phương của năm du linh, và hầu như là xe hơi đi ngang đây đều chậm chậm để nhìn mộ của năm mọi người. Xem thì cho em một cái like, một cái chia sẻ mọi người ha, em có động lực để ra những cái video tiếp theo để cho đến mọi người. Quá trình khán giả luôn cũng chụp hình cũng như là quay phim lại mọi người, và có những khán giả chia sẻ cho mấy anh em để mấy em ghi hình. Ngày hôm nay không có nắng nha mọi người ha, không có nắng, không có mưa ui ui vậy mọi người, từ hồi sáng tới giờ luôn. Nói chung ra thì vậy thì cũng cũng tốt, ngày lễ như vậy thì cũng mát mẻ để bà con, nói chung là để bà con đi viếng nó mát mẻ hơn. Tiểu khen ngày hôm qua em thấy hai người đó xuống rồi em có giật mình không? Giật mình không? Em đâu có làm gì sai trái đâu, em phải giật. Nhưng mà nói những câu đó giật mình không? Nói những cái câu em nghe nói là cái xét mà không cho nó túi rửa nghe kỳ kỳ không? Nghe mà xét túi rửa là gì kỳ kỳ? Đúng rồi, chung ra thì nói câu nói chung là nói ra cũng giống như là không cam tâm đúng không? Tuyệt vời đúng không? Trời ơi quá trời khán giả vậy. Trời ơi khán giả quá trời luôn mọi người ơi. Còn người luôn. Đúng rồi, đang chính xe này của ai? Xe này của ai anh? Không biết nữa. Rất là đông. Rồi hẹn gặp lại buổi sau nha.